thượng nơi này chính là tổng đàn của tổ chức chọc không ngờ tôn thượng lại hứng thú đến thế hóa thân thành ác nữ của tổ chức chọc để diễn kịch hay cho một tổ chức chọc vậy mà lại dám dùng thủ đoạn bỉ ối như này để nô dịch ma tộc của mình đi đến chỗ kẻ đứng đầu ở đây bài kiến đường chủ xem ra trận vây giết ấy không có ảnh hưởng gì đối với tôn thượng thật là quá tốt đường chủ tổng đường chủ hiện đang tiếp đón khách quý nói rõ là muốn người ở trong tay ngài tùy cơ ứng biến đã rõ tổng đường chủ ta đã dẫn tiểu tự trần gia về rồi được làm tốt làm có thường lui xuống trước đi hợp thể nhân tộc thủ lĩnh tổ chức trọng tôi nhị đương gia chúng ta làm việc ngày tuyệt đối có thể yên tâm ngài nhìn đi nhân tộc nguyên anh tô thành nhị đương gia tô gia ngươi nhị đương gia, có chuyện gì vậy? đây không phải là thủ hạ của ngươi, hắn là kẻ bị tô gia dùng bỏ, tiểu tử khả lắm, lá gan cũng to đó, dám giả mạo thành người của ta, giấu đầu hở đuôi, cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra diện mạo thật của ngươi sao? hư, ta sợ các ngươi nhìn thấy gương mặt thật của ta rồi thì sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. năng lực cảm nhận huyết mạch của tô gia của vẫn là thứ khiến người khác buồn nôn từ trước đến nay ngươi ngươi là ma tôn vô dụng mạnh nhất của ma tộc ngươi vậy mà chưa chết sao tôi nhị đương ra ông vừa mới nói ma đầu này là người của tô gia các ngươi ta khinh đứa con hoang có liên quan với ma tộc làm gì có tư cách trở thành người tô gia khi không làm với bản danh tiếng của tô gia người con mẹ nó để hắn nói ngươi đừng tưởng trở thành ma tôn gì đó là cao quý lắm cái đó cũng không thể thay đổi được sự thật ngươi là một đứa con hoang nếu không phải sinh ra ngươi thì tiểu muội của ta đã không rơi vào kết cục như giờ đều là lỗi của tên sao chối con hoang nhà ngươi nương ta thế nào rồi tôi ra các người đã làm gì bà ấy con hoang im miệng lại cho ta ngươi không có tư cách gọi tiểu muội của ta là nương ruột hôm nay cho dù thế nào thì ta cũng phải tự tay thay tiểu muội kết liễu tên nghiệp chủng ngươi nghiệp chủng chết cho ta thu phóng tên nghiệp chủng có bản lĩnh thì giết ta đi ta có làm ma cũng không tha cho ngươi ngươi là nhị ca của nương ta ta sẽ không làm vậy với ngươi, nhưng mối thù mà ngươi tự mình gây ra thì tự mình gánh chịu đi. Trần Thiếu, nề mặt ta xin hãy giữ lại mạng cho ông ta. Không thành vấn đề, tiểu tử khốn nạn của Trần Gia và tên nghiệt chủng, các người nhớ kỹ cho ta, mà tôn mạnh nhất thì đã sao, ngươi bây giờ xông vào địa bàn của hai ta cũng chẳng khác gì tự đến nộp mạng. Hỗn xược, dám buông lời vô lễ với tôn thượng, ngươi đúng là chán sống rồi. Đàn rác rưởi các ngươi không cần tôn thượng phải ra tay, chúng ta cũng có thể giết được. Hư, ngu xuẩn, nô lệ thì nên có dáng vẻ của nô lệ. Tất cả quỳ xuống cho ta. Có ta ở đây, ai dám bắt bọn họ quỳ. Sao có thể, hắn có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức mình thi triển vây ư? Đa tạ tôn thượng, tôn thượng quái gì chứ, một tên tạp chủng bị ngũ tộc liên thủ đánh cho chạy trối chết, còn cho là mình giỏi giang lắm, trên chiến trường năm lão già ấy liên kết với nhau cũng không giết được người, không phải vì ngươi lợi hại mà là năm lão già ấy vô dụng, bây giờ ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt sự liên thủ chân chính của ngũ tộc. Giết, Tiêu Tử Ma tộc hiện giờ quỳ xuống xin tha ông đây còn cần nhắc tu vi của ngươi không kém mà ban cho thân phận nô lệ, nếu không ngươi đợi bị nghiền thành bùn đi nói nhiều lời thừa thải quá có đánh hay không đây sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn tỏ vẻ tiểu tử vậy ông đây sẽ cho ngươi được tọa nguyện trận con rối ngũ tộc giết hắn cho ta ha ha cũng không biết tự lượng sức mình dám chống đối ông đây chết là ngươi ngũ tộc liên thủ đúng là uy lực không tầm thường ta cũng muốn mở mang tầm mắt chút nên mới để ngươi nói liên thuyên nhiều như vậy còn giờ ngươi đã không còn tác dụng nữa rồi cái gì ngươi ngươi muốn làm gì đợi dây xích sắt của ta sao không nghe theo lệnh của ta nữa? lẽ nào mình thật sự sẽ chết ở đây sao? tiểu nhân không biết tự lượng sức mình, tội đáng muôn chết. cầu xin ma tôn tiền bối tha mạng, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa, thịt nát sừng tan vì ngài. ô, tiểu nhân, vừa nãy là ai muốn làm ông của ta? tiểu nhân là cháu trai, ma tôn tiền bối là ông của ta. ông ma tôn xin ông tha mạng, cháu trai, đứa cháu trai thối nát như này ta không muốn có. thôi không chế thi triển lên các người đã được ta phá giải rồi, các người đã được tự do đa tạ tiền bối giúp đỡ đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên ơn huệ của tiền bối giống như giúp chúng ta tái sinh lại lần nữa sau này có việc gì cần phân phó vẫn bối nguyện lên núi đao xuống biển lửa quyết không từ nếu như vãn bối không nhìn nhầm thì tiền bối chính là ma tôn vô dụng của ma tộc tôn thượng đúng là ngài rồi thật tốt quá ngài chưa bị đám phản đô ngụy các kia hại chết tôn thượng bây giờ chúng tiểu nhân sẽ đánh về đấy cho tên ngụy các kia chết không có chỗ chôn không gấp ta vẫn còn chuyện ở tộc nhân chưa xử lý xong, nơi này vừa hay có thể làm cứ điểm của nhân tộc chúng ta. đây chính là ma tôn mạnh nhất ma tộc. người đời thường nói ma tộc độc ác, nhưng hôm nay lại là ma tôn này cứu chúng ta thoát khỏi nô dịch. nghe nói ma tôn vô dụng có một nửa huyết mạch là nhân tộc, có lẽ vì thế nên mới không giống với đồng loại. bất kể ra sao, mạng của ta cũng là do ngài ấy cứu, để ơn đáp nghĩa mới là chuyện ta nên làm. thuộc hạ nhân đại ơn cứu mạng của tiền bối, không có gì báo đáp chuyện tiền bối cần làm ở nhân tộc thuộc hạ sinh nguyện dốc hết sức mình nếu đã như vậy thì từ giờ trở đi nơi này sẽ được gọi là ngũ tộc đường vô dụng chọn ngũ tộc đường làm cứ điểm cử đám người kỳ hoa đến các tộc thăm dò hành tung của kẻ thù vây sát mình khi đó Ma Tôn, hiểu lầm giữa ta và Tô Nhị đương gia đã xì xóa rồi, hắn cùng là bị Diệp gia lợi dụng nên mới đến gây sự với ta. Hừ, Diệp Lưu tên tạp trùng đó, muốn hại nhà Tô Trần chém giết lẫn nhau, Diệp gia chúng thì ngồi ngư ông đắc lợi, lần này trở về ta nhất định sẽ giết hắn đầu tiên. Ân oán của hai người ta không quan tâm. Tô Thành, nói ra toàn bộ mọi chuyện ông biết về nương ta đi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Năm đó phụ tử khốn nạn các người rời đi, tiểu muội bị gia tộc giam nòng ở cấm địa, chịu biết bao nhiêu là khổ cực, sao không thấy các người đến cứu muội ấy? Đại chiến ngũ tộc, Ta và đại ca khải hoàn trở về, tiểu muội lại mất tích, hồn đăng lung lay, cơ hội sống mong manh. Chuyện này đều là do phụ tử các người hại, nương ta bị mất tích ở cấm địa tô gia, dẫn ta đi. Trong cấm địa, tô mặt hồn đăng, đây là hồn đăng của nương, tình trạng linh hồn không tốt lắm. Tiểu tử thối ngươi làm sao thế? Đến cả trường lão thủ môn cũng dám giết, gây ra chuyện lớn như này nguy to, đại ca đến rồi. Kẻ tự ý xông vào cấm đại của tô gia, tam đại đương gia nhân tộc, gia chủ tô gia, tô văn hợp thể nhân tộc chết đại ca hắn là nhi tử của tiểu muội có lẽ có cách tìm thấy tiểu muội cho nên đệ mới im miệng tô ra chúng ta không có nghiệt trùng ma tộc nhị đệ hôm nay đệ phạm đại tội đợi ta giải quyết xong tên ma đầu này sẽ truy cứu tội của đệ nghiệp trướng người hiếp nhị đệ ta giết trưởng môn giữ cửa hôm nay tô văn ta nhất định sẽ cho người thiệt nát xương tan tô ra ngoài nương ta ra thì những kẻ còn lại đều là đám vô dụng chỉ biết sửa loạn quá vướng bận chết tiệt hự tiêu tử thối này đá mình ra ngoài lẽ nào là sợ liên lụy đến mình Ma trùng đáng chết, ngươi nên xuống địa ngục đi, công pháp Tô gia thiên thủy nhất bắc, công pháp Tô gia ở trong tay người đúng là lãng phí. Cái gì? Đây là công pháp Tô gia Cửu Thiên Ngân Hà. Phụt, ngươi, sao ngươi lại biết công pháp Tô gia cấp cao hơn? Ngươi nên hỏi bản thân vô năng đến mức nào mới chỉ có thể khiến công pháp Tô gia ngừng lại ở cấp bậc yếu kém như này. Kết thúc rồi, kết thúc, vậy cũng nên là người mất mạng. Người muốn giết muội muội ruột của mình muội muội ruột ha ha phải đó muội muội ruột của ta vì hàm muốn cá nhân mà đã bôi nhọ ra phong ngàn năm của tô gia chúng ta khiến gia tộc ta hàng trăm năm nay không thể nào ngẩng đầu ở nhân tộc ta cho nó cơ hội hết lần này đến lần khác nhưng nó thì sao lần nào cũng khiến ta thất vọng đần độn ngu rốt rơi vào trong tình cảnh linh hồn sắc tất như này hoàn toàn là do nó tự trúc lấy nương ta không có người nhà giống như ngươi người ngoan ngoãn chịu chết đi hồn đăng của nương ngươi sẽ có thể chảy đến giây phút cuối cùng ở tô gia đừng trách ta ra tay độc ác muốn trách thì trách người cha ma đầu kia của ngươi không nên đến gây sự với tô gia nương ta rốt cuộc ở đâu hành tung của người tô gia chúng ta một tên ma trùng như ngươi không có tư cách biết dung máu của nhi tử ruột mình chắc là có thể giúp muội kiên trì thêm được trăm năm bên cạnh lão tổ diệp gia tô mạt ơi là tô mạt đây là cơ hội đền tội cuối cùng của muội rồi á à, thì ra nương ta không phải bị mất tích mà là bị ngươi lợi dụng để giúp kẻ khác ngươi rõ ràng ngươi đã bị ta giết rồi sao lại sao lại vẫn còn sống không hiểu được rất bình thường ta đường đường là ma tôn sao có thể bị một tu sĩ nhân tộc còn con nhìn thấu được chứ À, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? giúp đỡ cho nương của ta, vậy thì huynh trưởng như người hiền tế chút máu cũng không quá đáng. hư, nương, nương, diệp gia, không ngờ lại dám dùng đại pháp thị hồn tàn nhẫn như vậy để cướp đoạt nguyên thần của nương ta, ta muốn diệp gia các người cả gia tộc phải đền bằng mạng. Đây là, Dụng Nhi, Dụng Nhi, đứng dậy đi, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ngủ ở nơi nguy hiểm như này, nương lần này tức giận thật rồi đó. Nương, người đừng giận, hôm nay con đến đấy không phải là ham chơi ham ngủ, mà là vì một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng. Nương ơi, người nhìn này. Nương ơi, đây là món quà con và phụ thân tặng cho người. Nương, chúc người sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn nhi tử ngoan của nương. Nương rất vui, nhưng mà một đứa bé lanh lợi cho dù có ma lực của phụ thần rót vào nhưng nếu không có bí thuật khởi động thì sẽ không thể làm được. Vậy con đã được học bí thuật phát triển từ lúc nào vậy? Không lâu lắm, trước khi phụ thần đi đã dạy cho con, con học trong 3 ngày là thành thạo rồi. Cái tính tự con này của Dụng Nhi nhà ta đúng là giống hết với phụ thân. Ha ha ha. Ơ, đại ca, nhị ca, sao hai người lại đến đây? Nương ơi, bọn họ là ai thế? Dụng Nhi, đừng sợ, bọn họ là đại cửu và nhị cửu phải giữ phép tắc nhé đại ca nhị ca lâu rồi không gặp đây là con trai muội vô dụng đại cửu nhị cửu hừ đại ca nhị ca hai huynh nếu đến để làm ta và dụng nhi khó xử thì hãy quay về đi tô mạt tô gia xảy ra chuyện rồi nếu muội vẫn xem mình là người nhà tô gia thì hãy theo bọn ta về tiểu muội 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 hiểu lầm rồi chúng ta đại cứu nhị cứu gì chứ ta không hiếm nạ gì nương ta còn lâu mới theo các ngươi về nương nếu không phải là chuyện quan trọng chắc đại ca và nhị ca sẽ không đích thân đến đây trong nhà xảy ra chuyện gì khoảng thời gian này thú tộc và yêu tộc đột nhiên bắt đầu gắn quét thế lực của chúng ta chúng ta nghi ngờ do hai nhà diệp chân dở trò sau lưng bởi vì chuyện này cấp bách không có thời gian nói nhiều trước mắt muội theo bọn ta đi về đã sau khi giải quyết mọi chuyện xong thì đi hay ở lại là tùy muội quyết định nếu hai nhà Trần, Diệp chỉ mũi nhọn vào Tô gia thật thì không có mình trấn thủ Tô gia sẽ bị hai nhà đó nút chừng, mình không thể không quan tâm, nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ là một cuộc chiến lâu dài, mình không thể để Dụng Nhi rơi vào nguy hiểm. Dụng Nhi, nương có chuyện quan trọng cần phải trở về Tô gia, con đến chỗ phụ thân có được không? Nương ơi, nếu như người đi đánh kẻ xấu thì Dụng Nhi cũng có thể giúp người, gọi cả phụ thân đi cùng luôn. Dụng Nhi, nghe lời ta, sau khi gặp phụ thân thì đưa cho phụ thân con lời nhắn ta để ở tay con, còn nữa con phải hứa với nương là nương không tìm con thì con tuyệt đối không được đến nhân tộc để tìm ta nhớ kỹ nương con không dụng nhi nhớ kỹ lời nương dặn nương nương sao tự nhiên lại nhớ lại chuyện xảy ra từ lâu trước đây vậy lẽ nào là lời nhắn nương muốn nói với mình nơi này rốt cuộc là nương người không cho con đến nhân tộc tìm người trừ phi là không muốn con bị thương bây giờ phóng mắt ra khắp nhân tộc có ai có thể ngăn cản con con nhất định sẽ tìm thấy người nương người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đây là muốn dẫn mình đi đâu sao nơi này là một tế đàn của nhân tộc, nhìn giống như là thánh địa của môn phái nào đó. Mình đã rời khỏi cấm địa của Tô Gia rồi sao? Có người, mặc vấn. Sao có thể, nàng ấy vẫn chưa chết? Mặc vấn, mình khi như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là ai? Đang gọi mình. Mặc vấn, thật sự là nàng sao? Sao nàng lại ở nhân tộc? Mặc vấn các ngươi đã làm gì nàng ấy ở đâu ra một tên nhãi không biết trời cao đất dày dám xông vào nơi này thật là tự tìm đường chết thánh địa nhân tộc thanh thánh sơn tế đàn thánh nữ vừa rồi xảy ra chuyện gì thế là ai đang gọi mình thánh nữ thứ 12 của nhân tộc mặc vấn thánh nữ xảy ra chuyện gì thế tại sao thánh thánh nữ hậu thiên chu